Nhắc đến tai nghe, True Wireless AirPods luôn là một tượng đài mà bất kỳ hãng sản xuất tai nghe nào cũng muốn vượt qua. Tuy nhiên, điểm yếu về chất lượng âm thanh, khả năng chống nước cũng như cảm giác đeo chưa được chắc chắn lắm khiến cho một số người dùng vẫn chưa được hài lòng mặc dù AirPods đã ra đến phiên bản thứ hai. Có lẽ bởi vì AirPods đang bán quá tốt cho nên hãng Apple không muốn cải tiến quá nhiều. Thay vào đó, hãng lại cung cấp chip Apple H1 cho Beats, một trong những công ty con mà Apple mua lại vào năm 2012 để cho Beats áp dụng vào mẫu tai nghe True Wireless đầu tiên của hãng, đó chính là Bose Beats Pro. Mục đích là dùng để khỏa lấp lại đối tượng khách hàng mà AirPods đã bỏ qua. Tham vọng là hết, nhưng liệu Bose Beats Pro có đáp ứng được kỳ vọng của hãng Apple hoặc của fan của hai thương hiệu này hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Nói về ngoại hình thì thiết kế của Bose Beats Pro khác hẳn so với AirPods, đó chính là thiết kế của một tai nghe thể thao năng động chứ không phải là kiểu thiết kế tối giản nhất có thể của AirPods. Thiết kế của Bose Beats Pro là một sự cải tiến từ Bose Beats 3 với những đường nối rời rạc nghe đã được làm lại liền mạch và hiện đại hơn. Cá nhân mình thích nhất ở thiết kế của Bose Beats Pro đó chính là chiếc móc vào vành tai. Điều này giúp cho chiếc tai nghe bám chắc vào trên tai, điều cần thiết nhất đối với một tai nghe thể thao. Bên cạnh đó, trọng lượng của tai cũng rất là vừa phải, cũng như phần củ tai ôm trọn vào trong vành tai khiến cho bạn có thể đeo thoải mái hàng giờ liền mà không cần phải chỉnh tai lại. Điểm khác biệt trên Bose Beats Pro cũng như điểm được đánh giá rất là cao đó chính là dàn nút cứng trên cả hai tai, đó chính là nút multifunction nằm ngang logo cũng như nút tăng giảm năng lượng ở phía trên. Các chức năng của nút này thật ra thì không có gì đặc biệt, tuy nhiên cảm giác bấm cực kỳ tốt và nhẹ, hoàn toàn khác hẳn với những nút bấm rất là cứng ở trên Bose Soft Sport Re hoặc là quá mềm như là Jabra Elite 65T. Và dĩ nhiên với là nút bấm cứng thì nó sẽ tạo cảm giác đáng tin cậy hơn đối với những tai nghe True Wireless mà thao tác kiểu cảm ứng như là Sense Momentum True Wireless hoặc là AirPods. Khen rồi cũng phải chơi, không có gì thật sự hoàn hảo cả. Bose Beats Pro vẫn còn vài điểm khiến cho mình chưa thật sự hài lòng lắm. Đầu tiên là về hộp sạc, mặc dù nhìn qua thì chất lượng rất là cao, cầm rất là chắc chắn và xịn sò, tuy nhiên nó lại quá to. Trong khi xu hướng những tai nghe True Wireless khác đang làm hộp sạc nhỏ nhất có thể thì Beats lại đi ngược lại với xu hướng đó. Nhưng cũng khó trách, bởi các bạn nhìn xem, Bose Beats Pro lại thiết kế theo dạng gọng đeo qua vành tai. Hộp to khiến cho việc mang Bose Beats Pro khá là bất tiện, nhưng mình là người thường hay chạy bộ thì việc bỏ nó vào túi quần và chạy là điều không thể, trừ khi các bạn mang theo ba lô hoặc là túi nhỏ. Cách bỏ tai nghe vào hộp cũng chưa thật sự tối ưu, khiến cho những người dùng chưa quen ở lần đầu tiên bỏ vào hộp sẽ gặp sự lúng túng. Móc tai nghe trên Bose Beats Pro hơi cứng và nó sẽ làm cho việc đeo tai nghe vào tai trong thời gian đầu sẽ hơi khó khăn. Tuy nhiên cũng giống như những tai nghe có gọng khác, sẽ mất một thời gian các bạn sẽ quen dần và có thể dễ dàng làm được điều này. Với việc được trang bị con chip Apple H1, Bose Beats Pro thừa hưởng mọi tính năng đã làm nên tên tuổi của AirPods 2. Đầu tiên, Bose Beats Pro kết nối cực kỳ nhanh đối với các thiết bị của Apple, để mình làm mẫu cho các bạn xem thử. Các bạn chỉ cần mở hộp ra và ngay lập tức nó đã nhận được tai nghe. Tiếp theo, các bạn chỉ cần ấn giữ nút kết nối. Rồi, mọi việc đã xong. Những lần kết nối sau, các bạn không cần phải làm gì cả, chỉ cần mở hộp, lấy tai nghe ra và sử dụng là được. Chip Apple H1 mang lại khả năng kết nối cực kỳ ổn định. Trong khoảng một tuần sử dụng, mình không hề gặp một vài trường hợp chập chờn hoặc bị ngắt kết nối nào cả. Ngoài ra, một điểm cộng rất đáng giá nữa là chiếc tai nghe này không hề bị trễ khi xem phim, nghe nhạc trên YouTube. Đồ nhà làm nên Bose Beats Pro có thể dễ dàng gọi trợ lý ảo Siri bằng cách nói Hey Siri hoặc là bấm giữ nút multifunction trong khoảng 3 giây. Một điểm cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới quyết định của nhiều người mua đó chính là về thời lượng pin. Ở điểm này thì mình thấy là Bose Beats Pro đã làm rất tốt, bởi vì sao? Nó có tới 8 tiếng nghe liên tục, thêm vào cả cây sạc là tổng cộng 24 tiếng. Và thậm chí không cần cây sạc, các bạn có thể sử dụng nó cả ngày với hiệu suất tiết kiệm pin rất tốt của chiếc H1. Bose Beats Pro cũng được hỗ trợ khả năng sạc nhanh, chỉ cần bỏ vào cây sạc khoảng 5 phút các bạn đã có ngay 1 tiếng rưỡi để nghe nhạc rồi. Ngoài ra là một tai nghe thể thao thì Bose Beats Pro được trang bị chuẩn IPX4 cho phép tai nghe chống nước và mồ hôi nhẹ. Tương tự như AirPods, Bose Beats Pro cũng sở hữu tính năng tự động dừng chơi nhạc khi các bạn bỏ tai nghe xuống và tiếp tục chơi nhạc khi các bạn đeo lại trên tai. Hoạt động này diễn ra khá chính xác nhờ vào cảm biến được gắn trên củ tai. Ngoài ra, những tính năng phụ khác như là chống ồn chủ động, lắng nghe tiếng môi trường bên ngoài hoặc là đo nhịp tim hoàn toàn không xuất hiện trên Bose Beats Pro. Nhưng theo mình, thà ít nhưng là chắc, còn hơn nhiều nhưng không cái nào hoàn chỉnh. Chất lượng âm thanh và phần mình rất muốn chia sẻ khi review một sản phẩm đình đám trong thời gian qua. Và khi về tai với Apple, Beats đã có sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng âm thanh. Với Bose Beats Pro mà mình đang cầm trên tai thì mình có thể nói rằng chất âm của Beats đã có thể sánh vai ngang với những ông lớn khác trong ngành tai nghe như là Sony, JBL hoặc là Bose. Lý do về vì sao Bose Beats Pro sở hữu một chất âm cân bằng, chi tiết và cực kỳ nhạc tính, giải bass gọn gàng và kiểm soát rất là tốt, lượng vừa phải, xuống sâu, nhưng mình thấy thì nó hơi dạt một chút. Tuy nhiên điều đó không phải là vấn đề quan trọng lắm, mình thấy giải bass này rất là tuyệt rồi. Giọng ca sĩ thì thôi khỏi bàn, cực kỳ trong trẻo, chi tiết và rất là hón. Giọng nữ luyến lái cao vút cho tới giọng nam trầm khàn đều thể hiện từ tốt cho tới rất tốt.
Giải kép là giải mà mình thích nhất trên Bookmobile Pro. Không gian, độ động, bóc tách và sự chi tiết của nó đều cực kỳ tuyệt vời. Điểm đặc biệt nhất ở đây á, là giải kép của Bookmobile Pro đã đánh rất là sung và hăng, nhưng mà khơi ung hời gây cảm giác chói hơi mệt tai mà được kiểm soát cực kỳ ổn. Điều này khiến cho Bookmobile Pro có thể chơi đủ mọi thể loại nhạc, từ nhạc vàng cho đến nhạc trẻ, cũng như những chất lượng nhạc khác nhau từ trung bình cho tới cao, đều rất là sướng và thư giãn. Nãy giờ mình khen hơi nhiều rồi, không biết còn sót gì không nhỉ? Với mình, chất âm này Bookmobile Pro đã dư sức đánh bại được những đối thủ khác trong tầm như là Sony, JBL hoặc là Bose. May ra, với đối thủ sắp ra mắt là Sony WF-1000XM3 mới có thể khiến Bookmobile Pro dày chừng. Một vấn đề rất là quan trọng mà nhiều bạn thường hay hỏi mình đó chính là chất lượng micro đàm thoại của Bookmobile Pro như thế nào. Hãy để cho được một cái cảm nhận trực quan hơn, mình sẽ làm bài test của nó với AirPods, một trong những tai nghe mà cùng cha khác mẹ. Và địa điểm của bài test này thì là mình sẽ test ở ngoài đường, đi bộ cũng như là chạy xe, để các bạn có thể cảm nhận được trực quan chính xác về cái chất lượng thu âm của Bookmobile Pro. Và bài test của mình sẽ bắt đầu ngay sau đây. Một trong những vấn đề quan trọng mà các bạn thường hay hỏi đó chính là chất lượng micro đàm thoại của Bookmobile Pro so với AirPods như thế nào. Hôm nay mình sẽ làm một bài test nho nhỏ với môi trường ở ngoài đường để các bạn có thể so sánh được chất lượng giữa hai mẫu tai nghe nó khác nhau như thế nào. Rồi, bây giờ đầu tiên là sẽ là mẫu AirPods. Đoạn thu âm này là đoạn mình đang gọi cho một bạn trong team để có thể kiểm nghiệm được chất lượng âm thanh của AirPods. Lúc này thì mình không có chạy xe, mình chỉ đang đứng trên đường và đi bộ mà thôi. Và như các bạn có thể thấy thì trong môi trường đi bộ thì chất lượng thu âm của nó cũng tương đối tốt, mà cũng như là đó là một trong những lý do mà người ta thích AirPods là chất lượng thu âm tốt và cũng như là dễ đeo khi đi ở đường. Trong phần đi đường này thì mình sẽ tới phần chạy xe để trải nghiệm với vận tốc khoảng chừng 30-40 km/h để các bạn có thể cảm nhận được trực tiếp được chất lượng âm thanh của nó khi đi xe khác biệt như thế nào với đi đường. Rồi, và đây là đoạn thu âm được khi mình dùng AirPods mà đang đi trên đường, tốc độ cũng không phải là quá nhanh các bạn. Trong nội hành mà khoảng có chừng 30-40 km/h thôi. Đường thì không phải đông lắm nhưng mà chắc chắn là khi mình thu lại thì cái tiếng nói sẽ vào nhiều. Và chắc là thật sự mình cũng không lỗ nữa, mình phải về nhà để nghe thử lại cái đoạn âm này để coi cái chất lượng nó như thế nào. Rồi, bạn thấy tăng tốc nó chạy lên hơn thì chắc chắn là tiếng gió nó sẽ thu vào nhiều hơn. Nhưng mà điều quan trọng là phải coi chất lượng thu âm của AirPods nó có ổn định trong những thời tiết, trong những điều kiện khác nhau không như thế này. Bởi vì một trong những người sử dụng AirPods thì họ quan tâm nhất chính là khi mà thường hay đi đường để trả lời những cuộc gọi. Như các bạn thấy thì trong thời tiết này thì mình đang ở trên đường, đường thì nó cũng ít gió, cho nên mình nghĩ rằng chất lượng thu âm cũng sẽ khá là tốt. Nhưng mà vấn đề chính là mình phải chạy xe để coi nó như thế nào. Thôi giờ mình qua thử phần chạy xe nha. Rồi, như các bạn thấy thì giờ mình đang chạy xe theo bất tài này. Đoạn đường này thì mình không có rành đường lắm nên thôi ảnh dẫn đi ra đường theo đó vậy. Tốc độ thì thật ra đường vắng các bạn, cho nên tốc độ cũng tương đối thôi, phải khoảng gần 40 km/h, tốc độ này cũng tương đối. Và về tốc độ thu âm thì thật sự ra thì mình chưa sử dụng cái mic rồi để nói chuyện nhiều, cho nên mình cũng không rõ là chất lượng mic như thế nào. Cái này phải đợi về nhà nghe thử mới biết được. Điều kiện thời tiết thì cũng rất không nhiều, chỉ có tiếng xe chạy thôi, không biết là nó có thể nhiều không ta. Mình thử xăng phát lên để cho các bạn thử coi trong môi trường, thử coi bên ngoài, trong các bạn cao, thử coi xem coi chất lượng âm thanh có thay đổi nhiều không. Không biết là có tiếng gió nhiều hay là tiếng của mình nói nó có bị nhỏ đi hay không. Các bạn không biết là có nghe được cái tiếng môi trường xung quanh nhiều không ạ. Mình thì mình thấy là xung quanh môi trường thì cũng tương đối ổn, chỉ có tiếng gió, tiếng chim và tiếng xe chạy. Nghe khá là rõ các bạn, mặc dù đôi tai nghe nhưng mà nghe khá là rõ. Rồi, chắc là hôm qua ngoài đường như vậy cũng được rồi. Mình chắc là file thì cũng là để đủ các bạn. Đó rồi, giờ mình cứ về văn phòng đây. Và sau khi hoàn thành bài test thì mình đã về nhà và nghe thử hai đoạn ghi âm các bạn. Sau khi nghe thử xong thì mình đánh giá được rằng cái chất lượng vô micro của AirPods tạo ra nó sẽ phần trội hơn, nó tiếng nó hù được, nó ấm hơn, âm lượng to hơn cũng như là ít gió hơn. Còn với Bookmobile Pro thì có phần hô xúc khi mà hù được tiếng nhỏ hơn và hù được hơi bị nhiều gió. Nhưng mà bù lại thì cái độ chi tiết của hù vẫn được giữ vững. Theo mình thấy thì điều này có thể chấp nhận được bởi vì Bookmobile Pro vẫn là một tai nghe dòng thể thao chứ không phải là một tai nghe dùng để hoạt động thường ngày như là AirPods. Nếu so sánh với Sennheiser Momentum True Wireless, một trong những tai nghe True Wireless hay nhất dưới tầm 10 triệu thì mình cho rằng Bookmobile Pro vẫn còn thiếu một chút. Rõ ràng bởi vì giải bass và mid của Sennheiser nó rất là tốt và tuyệt vời, các bạn nghe là thấy ấn tượng ngay. Chỉ là cái giải kép của Sennheiser nó hơi dính và nó không có được độ chi tiết và tách bạch như Bookmobile Pro. Vì vậy nếu mà các bạn mới nghe thì sẽ dễ bị ấn tượng bởi Sennheiser, nhưng nếu nghe lâu thì mình vẫn chọn là Bookmobile Pro. Với mình, Bookmobile Pro không phải là một tai nghe hoàn hảo lắm bởi vì mức giá khá cao, nằm vào khoảng 250 đô ở nước ngoài, giờ Việt Nam là 7 triệu đồng, cũng như có một vài điểm chưa hợp lý lắm trong thiết kế. Tuy nhiên, Bookmobile Pro vẫn là một trong những tai nghe có chất lượng âm thanh tốt nhất mà Beats và Apple đưa ra ngoài thị trường. Và dĩ nhiên, với những tín đồ của Apple thì không có lý do gì vậy không đưa em nó vào bộ sưu tập cả. Nhưng liệu Bookmobile Pro có thể thay thế AirPods trở thành ông vua trong làng True Wireless hay không? Theo mình thì không hẳn, bởi vì Bookmobile Pro có những đối tượng khách hàng riêng và AirPods cũng vậy. Gọi là một sự bổ sung thì sẽ hợp lý hơn. Cá nhân thì mình sẽ đưa Bookmobile Pro vào danh mục nên mua trong năm nay và sẽ nhất định sẽ cố gắng đậu được. Và còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về chiếc tai nghe mới nhất từ Beats này? Hãy để lại comment ngay bên dưới để mọi người biết rằng bạn đang suy nghĩ gì nhé.
Và đừng quên like và subscribe cho video này nếu các bạn thấy hay. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.